trời ơi. Phải là cái cửa cũng bự mà hai đứa ra mà chật lắm sao vậy? Em không hiểu, cái cửa em thấy cũng bự mà sao em đi chung với ảnh cái em bị chật nứt à? Chắc là ảnh mập á. Ủa em gì á, nói gì á, tự nhiên nói gì mập mập vậy? Thấy không? Trong khi cái cửa người ta này là hai đứa đi vô rất là gọn luôn. Nhân vật mà bị lấn lướt, bị xô đẩy mà cố tình ra vẻ mong manh này kia đó. À, Hữu Đăng, em làm gì vậy? Em đúng điệu với ai vậy Đăng? Mong manh. Anh thấy em đủ mong manh chưa? Hả? Thà em bớt cái sự nũng nịu đi, nhìn em dễ coi hơn. Trời đất ơi, nếp nhăn cũng đầy mặt rồi mà bây giờ cũng... Anh Nghĩa! Anh kỳ Nghĩa! Quá. Anh Nghĩa! Ê! Rồi, 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 rồi. Trời ơi! Dạ, à, em xin trả lời là... Sắp đúng không Khoan? Sắp đúng không? Anh sắp đúng mà! Anh em như chân... Như chân... Tự nhiên, thường ta là anh em như thể tay chân chứ. Anh em... Như thể... Như chân thể tay. Như chân thể tay, như tầm không? Mời đội thua chọn trước. Mua lô như hồi nãy vậy đó. Hồi nãy mình mua được bao? Hồi nãy mua cái lô dưới cho em. Không, mình mua xe kẻ. Mua xe kẻ đi. Đúng rồi. Mua cái gì nè? Mua gì nè? Tam giác, hình tam giác nè. B3 A3 B5. Không, mình mua B3. Thôi B3 A4 B5 đi cho nó có hình gì nè. Hình như mà Pythagore, định lý Pythagore gốc Pythagore phải là B3, A4, B7. Nó bớt bỏ toán học vô. Rồi, đi. Nè, tóc hay, sợi ngắn, sợi dài. Thì lên đánh chiến. Dùng xà bông gọi, tóc dài ngàn năm. Dùng xà bông gọi, tóc dài ngàn năm. Dùng xà bông gọi, tóc dài ngàn năm. Đập đi, đập đi, đập đi. Đó. Trời ơi. Hữu Đăng, anh nói với em, mình vẫn thắng, bên đây vẫn thua. Bên đây kiểu gì cũng thua. Em nói đúng gì bả nha, không đúng anh đến em gì vậy. Chính xác. Đấy, trời ơi trời. Tôi mới lại chịu. Tôi mới lại chịu trời. Tôi mới lại chịu. Ôi nhưng mà vẫn thắng. Trời ơi biết sao không? Câu này là em hay ru con em ngủ. Mà con em nó ngủ liền. Câu này em không có yêu đương nên em không biết cái này. Câu này là em hay ru con ngủ. Em ngủ. Không, nó ngủ luôn. Ê. Ê mấy anh chị ơi, mấy anh chị ơi. Em mua A1 đó, mấy chị bao nhiêu? 30 triệu. Tao qua tao tán mày. Rồi vậy nha. Anh đừng có cản em. Không, không, em qua em dòm thấy chuyện của nó mà không có nói nữa. Anh Nghĩa, con trai cái gì lắm mình bỏ qua đi. À, có thể là mệt lắm hay là... Tại vì xù lắm. Nuôi nuôi mình nhưng nuôi những đứa con như mình là mệt lắm, hiểu không? Mệt lắm. Vậy là xui lắm chứ. Ừ, trời xui lắm. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.